Hi, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel Nhà Đồng Phú Nguyễn. Chúc cho tất cả mọi người có những giây phút thật tuyệt vời khi xem video. Và mọi người nhớ đừng quên click vào nút đăng ký kênh và chuông thông báo để nhanh chóng nhận được nhiều chia sẻ mới nhất được kênh Nhà Đồng Phú Nguyễn gửi đến cho tất cả mọi người. Ngày hôm nay thì mình sẽ làm một clip mới. Mình sẽ nói tiếp tục về cái vấn đề là chim nhộng bị khăn giọng. Có rất là nhiều người hỏi mình là tại sao mà con chim nhộng của họ hôm trước thì nó kêu rất là to, nhưng ngày hôm nay ấy, là nó kêu rất là nhỏ và nó sẽ có chảy mũi. Thì đó là cái nguyên nhân mà họ chưa nắm được. Ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục nói về cái vấn đề mà chim bị khàn giọng. Như ở video tập trước ấy, thì mình đã làm hai kiểu theo kiểu dân gian, đó là lấy một cục than đỏ và đổ nước vào trong ly, sau đó là cho cục than vào trong cái ly nước đó. Sau đó thì chúng ta sẽ đem ly nước đó và chúng ta sẽ đem cất qua một đêm, và ngày hôm sau thì chúng ta sẽ lấy nước đó và chúng ta sẽ cho chim nhộng uống, và cách là chúng ta sẽ đổ vào trong máng của nó và cho nó dùng trong một ngày. Phương pháp này thì để trở thành có hiệu quả thì chúng ta sẽ được vận dụng trong một tuần và chim nhộng sẽ được khỏi bệnh. Đó là một cái phương pháp mà những người ở vùng cao mà nơi mà không có điều kiện để mà về thuốc như bây giờ người ta chăm sóc thì người ta sẽ làm cái phương pháp này. Rồi phương pháp tiếp theo đó là phương pháp người ta sẽ dùng giá đỗ. Giá đỗ thì người ta sẽ dùng một một lạng giá đỗ và người ta sẽ đem đun sôi giá đỗ, và sau đó người ta sẽ dùng cái nước của giá đỗ mà chúng ta vừa đun sôi đó, chúng ta sẽ cho vào máng của chim nhộng uống. Thì để mà khỏi bệnh thì chúng ta sẽ dùng trong một tuần thì nó bắt đầu chim nhộng của chúng ta hết bị khàn giọng và nó sẽ trở nên bình thường. Rồi tại sao là có những cái nguyên nhân làm cho con chim nhộng nó bị khàn giọng? Đó là ở tập trước thì mình cũng đã nói về cái nguyên nhân này nào này rồi, và bây giờ mình sẽ nói lại cho tất cả mọi người. Đó là có rất là nhiều nguyên nhân, nhưng mà tóm lại những nguyên nhân đó thì có những cái nguyên nhân quan trọng mà chúng ta cần phải nắm. Đó là thứ nhất là do thời tiết, vì là thời tiết nó thất thường, sáng nắng chiều mưa, hoặc là ban ngày trời nắng và ban đêm trời lạnh, thì nó làm cho thời tiết nó thất thường và nó giao mùa thất thường thì chim nhộng nó thường hay bị khàn giọng. Khi mà chim nhộng nó bị cảm xúc và nó sẽ bị chảy nước mũi ấy, và bắt đầu nó sẽ bị khàn giọng, thì lúc này á là do cái sợi dây thanh quản của con nhộng nó đang bị ảnh hưởng. Nếu mà chúng ta chữa trị kịp thời ấy, thì sợi dây thanh quản này nó sẽ hoàn toàn bình phục lại. Còn nếu mà chúng ta để nguyên như vậy ấy, thì trong vòng khoảng là 1 tháng thôi, hay là vài tuần thôi, 2 tuần thôi, thì cái đường dây thanh quản này nó sẽ bị ảnh hưởng rất là nghiêm trọng, và sau đó thì chúng ta sẽ không bao giờ chúng ta sẽ chữa khỏi được cái sợi dây thanh quản này cho con nhộng nữa, và nó sẽ bị khàn giọng mà suốt đời của nó, đến lúc mà nó chết thì thôi. Rồi tiếp theo mình sẽ nói về cái nguyên nhân số 2, đó là nguyên nhân làm cho con chim nhộng bị khàn giọng thì do là cái nguồn thức ăn của chúng ta. Đó là nguồn thức ăn, là khi mà chúng ta dùng thức ăn mà cho con chim nhộng quá nhiều đạm, và khi mà chim nhộng nó bị viêm đường ruột và nó sẽ ảnh hưởng đến cái đường, cũng cũng ảnh hưởng đến cái đường dây thanh quản của nó và nó cũng sẽ bị khàn giọng. Rồi tiếp theo nữa là nguyên nhân tiếp theo, đó là do nguồn nước.
Nếu mà chúng ta sử dụng nguồn nước mà cho con chim nhỏ uống không được bảo đảm, không được sạch sẽ, và nguồn nước mà chúng ta dùng cho nó uống là rất là lâu ngày, thì nó cũng ảnh hưởng đến đường ra thanh quản của nó, bởi vì nó sẽ tạo điều kiện cho con những con virus, nhưng cho những con vi khuẩn nó xâm nhập vào trong con chim nhộng, và nó sẽ làm cho con nhộng chúng ta sẽ bị khàn giọng và nó sẽ bị ảnh hưởng đến đường ra thanh quản của nó. Đó là ba nguyên nhân rất là quan trọng mà mỗi người khi mà chúng ta nuôi chim nhộng là chúng ta sẽ cần biết những cái vấn đề này để mà chúng ta chăm sóc chim nhộng nó hiệu quả hơn. Ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu đến cho tất cả mọi người một cái loại thuốc và chúng ta sẽ trị cho con chim nhộng hiệu quả. Đó là thuốc BH. Trên tay của mình đã mua một loại thuốc BH này rồi. Đây là một loại thuốc BH này. BH này á thì đây nó là một loại là thuốc tây và nó có khả năng trị ho và bổ phổi cho con chim nhộng nó rất là cao. Nó sẽ bổ phổi nè, nó sẽ làm cho con chim nhộng bị tiêu đờm nè. Là khi mà chúng ta thấy con chim nhộng của mình nó bị sốt và nó đã bị ra nước mũi, thì chúng ta nên, nếu mà chúng ta ở gần tiệm thuốc tây thì chúng ta nên mua cái loại thuốc này và chúng ta sẽ cho con chim nhộng uống. Loại thuốc này nó sẽ có tác dụng là trị các chứng là ho, ho lâu nè, ho lâu ngày nè, rồi rát cổ, rồi viêm họng, rồi bị viêm phế quản. Cái này là nó sẽ dùng cho tất cả con người từ con nít cho đến người lớn, bởi vì là nó dùng rất là hiệu quả và chúng ta cũng có thể dùng cho các loại chim, đặc biệt là cho chim nhộng dùng loại thuốc này. Thì đối với con người á thì mình sẽ nói về cái vấn đề cách dùng như thế nào hiệu quả. Về đối với con người á thì chúng ta sẽ uống là một một ngày là chúng ta sẽ dùng từ 2 đến 3 lần, và mỗi lần uống là chúng ta sẽ sau bữa ăn. Đối với trẻ em á thì nó sẽ tầm từ 6 tuổi á, thì mỗi lần là dùng là 10 ml, là gồm là có hai cái thìa. Để mà nói dễ hiểu hơn là chúng ta sẽ dùng 2 cái muỗng nhỏ và chúng ta sẽ uống nó. Còn đối với từ trẻ em mà từ 6 cho đến 14 tuổi thì chúng ta sẽ dùng là 15 ml, có nghĩa là chúng ta sẽ dùng 3 cái thìa nhỏ hoặc là 3 cái muỗng nhỏ. Còn đối với người lớn á thì từ 14 tuổi trở lên á và người lớn á thì chúng ta sẽ dùng là 20 ml, có nghĩa là 4 thìa, mỗi thìa là 5 ml và 20 thìa là chúng ta sẽ dùng 4 cái thìa nhỏ. Rồi mình sẽ mở ra cho mọi người xem cái loại thuốc này nó như thế nào. Đây là loại thuốc mới mình mới mua luôn đây mọi người. Loại thuốc này á là nó có giá tiền là 32.000 và mình đã mua từ tiệm thuốc tây. Rồi, mình sẽ mở đây nữa. Đây là một thuốc này mình đã mới mở ra luôn này. Loại thuốc này nó là một loại thuốc nước và nó cái chai này nó sẽ có trọng lượng là 100 ml. Đây là một loại thuốc mà được sản xuất tại công ty dược Phúc Hưng và nó có trụ sở tại là Thanh Oai, Hà Nội. Đây, loại thuốc này nó có rất là nhiều thành phần, mình sẽ nói sơ đến cho tất cả mọi người để mọi người được nắm rõ và biết hơn. Thành phần của nó là nó có là cao đặc bạch hổ và cao đặc các cá, rồi mạch môn, rồi trần bì, cam thảo, bối mãu, bạch quả, hạnh nhân, ma hoàng, rồi nó rất là nhiều, mình chỉ đọc sơ sơ cho mọi người xem thôi. Bởi vì đây là giới thiệu đến cho tất cả mọi người loại thuốc trị ho và bị viêm phổi trên người và mình sẽ dùng để mà trị con chim nhộng của mình. Đối với việc mà chúng ta cách dùng cho con chim nhộng á thì chúng ta sẽ
Bởi vì con chim nhồng á, này nó rất là nhỏ, cho nên là cái sức mà nó chịu được cái loại thuốc này á, thì nó sẽ thấp hơn con người. Thì mình sẽ nói cách cho một người dùng nó hiệu quả. Là đối với mà trẻ em á, thì chúng ta sẽ dùng á, là dưới 14 tuổi á, thì chúng ta sẽ dùng là 10 ml. Còn đó là trẻ em từ dưới 6 tuổi. Vì sức của con người thì nó sẽ cao hơn những con chim nó rất là nhiều. Cho nên thì chúng ta sẽ dùng một ít thôi, có nghĩa là chúng ta sẽ dùng từ 2 ml thôi. Thì chúng ta sẽ dùng 2 ml và chúng ta sẽ cho con chim nhồng uống. Thì chúng ta sẽ cho mỗi ngày uống thì 2 lần. Và khi mà chúng ta cho ăn á, khi mà con nhộng nó ăn rồi á, thì chúng ta sẽ cho nó uống, thì nó cũng giống như con người vậy, đã ăn rồi thì chúng ta mới uống. Và chúng ta sẽ cho ăn vào buổi sáng và chúng ta sẽ cho ăn vào buổi chiều, thì chúng ta sẽ cho con nhộng uống. Hoặc là chúng ta cũng có thể là cho nó uống trong 3 bữa, sáng, trưa và chiều, thì nó sẽ làm cho con chim nhồng mà nó mau bớt bệnh hơn. Rồi khi mà mua thuốc á, thì mọi người nhớ đọc kỹ hướng dẫn trước khi dùng để cho nó hiệu quả và cho nó đảm bảo đến cách điều trị của mình đối với con chim nhồng, thì nó sẽ được hiệu quả hơn. Và chúng ta nên nhớ, mình khuyến khích mọi người là nên nhớ là chúng ta sẽ cho chim nhồng uống thuốc này từ 20 ml thôi, bởi vì sức chịu đựng của con chim nhồng nó không có cao bằng con người của mình. Cho nên là chúng ta nhớ cái vấn đề này và chúng ta đừng có lấy một muỗng mà chúng ta sẽ uống, cho nó uống thẳng luôn thì nó sẽ không chịu đựng thuốc này và nó sẽ chết. Cho nên là mình khuyến khích mọi người dùng ít thôi để cho nó được đảm bảo. Rồi, video của mình là đến giới thiệu đến cho tất cả mọi người loại thuốc và trị ho cho con chim nhồng, và thuốc này có tác dụng là chữa bị viêm phế quản, đặc biệt là nó sẽ giúp cho mình chữa được con chim nhồng bị khàn giọng được tốt hơn và nó sẽ sớm được lành hơn. Thì đối với loại thuốc này, nó sẽ nếu mà chúng ta sử dụng đúng cách và đúng liều thì trong vòng 4 đến 5 ngày thì con chim nhồng của mình nó sẽ được hồi phục lại cái giọng của nó và nó sẽ không còn bị khàn giọng nữa. Và thuốc này nó sẽ có tác dụng nhanh hơn hai cái cách mà mình đã giới thiệu cho tất cả mọi người ở video trước. Thì video trước thì nếu mà các bạn mà không có điều kiện thì các bạn sẽ vào kênh của mình và chúng ta sẽ tìm ra hai cái video mà mình đã chia sẻ hôm trước, và chúng ta sẽ làm thì cũng sẽ chữa được con chim nhồng, và nhưng mà thời gian của nó là nó sẽ lâu hơn đối với mà chúng ta dùng thuốc này. Hy vọng thì video của mình ngày hôm nay chia sẻ cho tất cả mọi người được các bạn được áp dụng vào trong cái việc mà chăm con chim nhồng của mình được hiệu quả hơn. Cuối cùng thì video của mình đã đến đây là kết thúc rồi. Chúc cho tất cả mọi người có một ngày được nhiều niềm vui và ý nghĩa, được dồi dào sức khỏe và được nhiều hơn niềm vui trong cuộc sống nữa. Và xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở video tiếp theo.